cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 đang diễn ra đầy sôi động và hấp dẫn. Hoạt động thường niên này là sự kiện ý nghĩa hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của thành phố trong tháng 4 và tháng 5. Thời điểm này, ban tổ chức cuộc đua đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho hành trình diễu hành quanh thành phố, chào đón đoàn đua trở về từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đến công viên Thống Nhất. Trong công tác tổ chức năm nay, cái lộ trình công tác tổ chức có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là đánh dấu cái sự kiện là thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng dịch bệnh và quảng bá phát triển cho du lịch thành phố. Và lộ trình sẽ được thiết kế làm hai lộ trình. Một lộ trình dành cho các bạn, các anh chị, cô chú là vận động viên nghiệp dư thì sẽ, và cả bán chuyên nữa thì sẽ đi qua những cái dấu mốc, những cái địa điểm mang đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh như là phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công viên Bến Bạch Đằng, tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Thảo Cầm Viên. Và đặc biệt là trong cái lộ trình dành cho các vận động viên bán chuyên nghiệp thì sẽ đi qua xa lộ Hà Nội, ngã tư Thủ Đức và vòng về trục đường Mai Chí Thọ trước khi đi qua cầu Thủ Thiêm 2. Chương trình diễu hành đón đoàn đua có sự tham gia của nhiều câu lạc bộ, đội nhóm yêu thể thao, trong đó có câu lạc bộ xe đạp Phong Trào. Với những thành viên trực tiếp tham gia diễu hành, cuộc hẹn đầy ý nghĩa đón đoàn đua ngay trong ngày đại lễ 30 tháng 4 mang lại nhiều cảm xúc. Mình đến với tình yêu xe đạp chỉ là một do tình cờ khi mà mình bật TV lên đó, là mình xem được cúp truyền hình vào năm đầu tiên. Thì khi mà mình thấy những vận động viên họ đạp xe và họ đua, mình rất là hứng thú. Thì trong vào khoảng thêm khoảng 1 đến 2 năm thì mình đã bắt đầu đến xe đạp của mình, rồi đến tình yêu đến xe đạp. Thì mình đi xe đạp chủ yếu là mình đi giao lưu văn hóa cũng như là trao đổi và kết bạn với rất là nhiều người. Vào thời gian rảnh sau giờ học thì tụi em chọn chơi xe đạp là vì tụi em nâng cao sức khỏe và để giảm stress được những vấn đề trong việc học, cũng như là hạn chế một phần chơi game. Tôi cũng nhận thấy là khoảng tầm 10 năm nay thì phong trào xe đạp mà người dân rèn luyện thể thao là càng ngày càng nhiều. Và đặc biệt hơn là trong những cái đại dịch vừa qua thì người dân ý thức được rằng là chỉ có thể thao mới nâng cao sức khỏe và đảm bảo cái sức khỏe cho mình. 6 năm nay thì Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao TP.HCM tổ chức những cái ngày gọi là đồng hành cùng với cúp truyền hình. Thì anh em xe đạp là mỗi một mùa vậy là tầm khoảng 500-600 người được nha, là được tham gia, là tại vì cũng có giới hạn cái số lượng được tham gia và được diễu hành một đoạn đường của cúp truyền hình đi qua. Và chúng tôi là đi xuyên Việt đi theo một nhóm, nhưng vô đây thì cũng rất vui là được gặp tất cả các anh chị em xe đạp yêu thích xe đạp của thành phố Hồ Chí Minh, rồi một số anh em ở các nơi đến, ví dụ như anh qua Hà Nam, rồi các anh ở nơi khác tới đây, và được có cả đông đúc các em nhỏ tuổi tham gia từ 17, 19, 20 tuổi thì thấy rất là hào hứng. Và cũng nhân cái kỷ niệm là chuẩn bị đón 47 năm ngày 30 tháng 4, và được tham gia đây là rất là vinh dự, tự hào với mọi người bạn bè. Để đại diện cho trẻ xe đạp Việt Nam thì em chúc các vận động viên thi đấu hết mình và chặng này nỗ lực thành công về đích an toàn. Cùng đón xem những hình ảnh ấn tượng trong chặng đua cuối cùng của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 được cập nhật mỗi ngày trên kênh HTV9, HTV Thể thao, website htv.com.vn, các hạ tầng mạng xã hội thuộc HTV và chào đón đoàn đua tại công viên Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh đúng vào giờ phút lịch sử trưa ngày 30 tháng 4 năm 2022.